cự thú cao mấy chục mét cự nhân không ngừng tiến hóa siêu nhân đột biến gen robot sinh vật khốc huyễn cùng tông môn cổ xưa cự thú đột phá tường thành nhân loại gặp khủng hoảng sinh tồn trọng lực đá không gian khả năng phục hồi siêu mạnh tôi muốn tất cả bia mộ tử thần biết không địa bạo thiên tinh hiểu chưa tại một cái nguy cơ tứ phí dị thế giới Ôn thiện muốn như thế nào hóa giải một hồi lại một hồi nguy hiểm, từng bước một từ một con mực tiến hóa đến cự nhân đỉnh, trở thành chúa tể vạn vật đại đế. Chương một Cự thú công thành, ta muốn thành khẩu phần lương thực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Cự lan cản đường, thực lực cách xa A, à, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Một bộ bạch y, thiếu niên trảm lan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Ta cũng nghĩ ly khai nơi này nha Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Tứ phương kiếm trận, sông băng buông xuống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Có một loại dự cảm xấu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Hành tộc đại quân, binh lâm nội thành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Cái gì là không sợ? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Huy sái sau cùng sức tàn lực kiệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thiên địa phân chia chiến trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.